Bitlock V1, thì cũng trong kinh của anh người Nga không, thì hai cái cục bự này không, cái bằng ráp vậy y vậy là ok đó. Cam xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng ha. Xanh dương này, xanh lá này ha, miếng bự miếng nhỏ, là qua đây cam, là qua đây đỏ, vàng, còn tất cả các viên khác là bằng 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 gấp một viên hết không, để khỏi đem bồ nó mất công ha. Thì trong Rubik nó có một cái công thức là kêu là công thức ngược các bạn, thì mình thường hay làm bên thuận, nhưng mà khi mình làm những cục Rubik ngược á, Rubik ngược á, nó làm cho cái con người mình khỏi cần phải nhớ thêm công thức đó. Mình thì thường nhớ một công thức à, rồi mình làm bên phải, xong rồi mình thì sao mình khi mà làm bên trái á, mình làm ngược lại. Cái này Rubik này cũng chỉ chúng ta làm công thức ngược đây. Mình chở đầu ha, chở đầu ha, đưa lên làm cạnh ha, đưa xuống, đưa này xuống, ok. Rồi mình đưa hai viên vàng xuống, vàng xanh cam là nó nè, đẩy lên, đưa qua, đẩy xuống, rồi đẩy tiếp tục, khớp vô, rồi vàng này đưa lên, đưa qua, xuống, đẩy tiếp tục, cứ đẩy không, công thức à, hỏi công thức có công lắm, công thức nhớ riết rồi quá trời nhiều công thức rồi đó mệt ha. Rồi cái viên này nó ngược nè, nó úp xuống mình mới làm được, cái mặt xanh trùng đây mình mới làm được đó. Mình làm công thức F U R U phẩy R phẩy F phẩy của 3 × 3 đó, mà mình làm ngược này ha, F U R U phẩy R phẩy F phẩy, rồi ok không, nó làm sao á. Rồi okay. Bây giờ mình đưa nó xuống đây, R U phẩy R phẩy U phẩy R U phẩy R phẩy U R U R phẩy, ok không? Bên đây xanh cam bên đây, nếu mà nó ngược chiều bạn cũng lật như hồi nãy công thức ha, bên đây không L phẩy, công thức ngược giống hồi nãy này ha, công thức nãy công thức thuận, công thức ngược này, L phẩy U L U L phẩy U L U phẩy L phẩy U phẩy L. Ơ sai rồi, sai rồi, mình làm mình đầu óc mình nó mông lung rồi nè, nó xuống rồi nè không, nó xuống rồi đó, được rồi, khỏi làm lại thì mình mông lung rồi, mình đẩy u phẩy không, cái này cũng vậy các bạn ha, mình lật chỗ này cũng vậy à, F U R U phẩy R phẩy F phẩy. Khi bạn làm công thức ngược á, các bạn làm chậm chậm lại một chút xíu ha, để mình không biết bị văng hay không nè, đây không, F F U R U phẩy R phẩy F phẩy. Rồi chữ N L cũng để ngược ha, F U R U phẩy R phẩy F phẩy, ok không, lật lên ha, hồi nãy lật rồi mình làm lại á không. Rồi bây giờ hai góc này đúng rồi, hai góc này cũng đúng luôn rồi ha, hai góc này đúng luôn rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái công thức để đổi hai góc này, công thức của phu á, phu thì thường nó làm bên này, bên đây mình làm không được, cứ ngắt này, mình làm bên này, hai góc này nó ngược, nó thuận rồi nè, nó thuận nó vô rồi đó, nó vô rồi, nhưng mà mình đổi lại, mình để mình làm cho các bạn thấy không, L phẩy, U phẩy, L, F, L phẩy, U phẩy, L, U, L, F phẩy L2 U L phẩy, ok. Đổi hai góc ha, hai góc này nè. Rồi để coi coi. Nè hai góc này không, hai góc này giờ nó ngược lại rồi. Bên đây không có xanh dương, bên đây không có xanh lá, bên đây không có xanh, bên đây không có xanh dương nè, bên đây xanh lá không có nè, không. Đổi lại, đổi hai góc này lại không, L phẩy U phẩy L F L phẩy U phẩy L U L F phẩy L hai U L phẩy, ok. Rồi các góc đúng hết không,
hồi nãy nó đúng rồi nhưng mà mình đổi lên thôi. Bây giờ mình lật cái góc lên thì mình làm hướng này, mình chọn là hướng này mình làm, để hai viên này vào đây thì trên đây phải có một viên thôi. À, mình lặp lại các clip thì mình lặp lại đó. Trên đây có một viên thôi, không mà hai viên thì mình phá ra. R U R phải U U U R phải rồi R U R phải U không được R U R phải U rồi có một viên ha, đưa qua rồi mình lật ba này lên R U rồi một viên ha, làm xong nó chạy đây, nó chưa lật lên là nó chạy đó. R U rồi ok ha, này có ba viên làm rồi, để đằng sau ha. R U phẩy R U R U R U phẩy R phẩy U phẩy R 2 rồi chưa được. R U phẩy R U R U R U phẩy R phẩy U phẩy R 2 ok xong ha. À, cô Rubik cũng đơn giản nhưng mà tập cho mình cái thói quen làm không trích ngược để mình từ từ mình nạp vô ha. Rồi.